Nếu như trong phân khúc laptop dành cho doanh nhân thì họ ưu tiên về tốc độ xử lý, truy xuất dữ liệu cũng như là ổ SSD. Còn đối với những người thường chơi gaming nhiều thì họ sẽ ưu tiên về card đồ họa cũng như là vi xử lý hiệu năng chip U, là chip H hay là chip HQ. Còn đối với phân khúc dành cho học sinh và sinh viên thì họ dường như là không cần những yếu tố đó. Họ chỉ cần đơn giản là cần một cái dung lượng lưu trữ lớn nè, cũng như là một chiếc laptop mà phải có mức giá hợp lý nữa. Hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn một chiếc laptop, đó là chiếc Dell Inspiron 3480. Thì đây là một chiếc laptop mà có thể hội tụ đủ những cái yếu tố mà các bạn cần cũng như là học sinh sinh viên cần thiết. Vậy thì hôm nay các bạn hãy cùng mình đi vào bài đánh giá chi tiết để xem thử là nó sẽ có gì đặc biệt nhé. Bắt đầu. Về thiết kế, có lẽ là mình sẽ không nói quá nhiều điều về cái thiết kế của sản phẩm này, bởi vì đây là một thiết kế khá là lỗi thời. Toàn bộ phần khung máy cũng như phần mặt lưng đều được làm bằng nhựa. Có lẽ vì chất liệu bằng nhựa nên là mặc dù chiếc máy của nó khá dày, các bạn coi nè, nó khá dày nhưng mà mình vẫn cầm rất là nhẹ nhàng, mang vác theo rất là dễ. Như mình đã nói ban đầu thì đây là một thiết kế khá là lỗi thời, nên là chúng ta sẽ thấy một chiếc laptop có viền màn hình siêu dày ở bốn cạnh luôn. Kích thước màn hình chỉ là 14 inch thôi, nhưng mà khi mà đặt lên một cái viền màn hình siêu dày như vậy, chúng ta sẽ nhìn tổng quan của máy rất là to và hầm hố. Và rất may là chúng ta vẫn có thể giữ được một cái video, một cái webcam có khả năng video call lên tới là chất lượng độ phân giải HD 720p. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình rất thích, đó là cái họa tiết trên cái bề mặt cây tay này. Cảm giác sờ vào rất là đã và cũng như nó sẽ hơi sần một chút, cũng như nó cũng sẽ ít để lại mồ hôi và dấu vân tay nữa. Bên cạnh đó thì cổng kết nối cũng khá là đa dạng. Ở phần cạnh phải chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.0, một sát tai nghe 3.5mm, một cổng mạng LAN nè, một cổng HDMI. Cạnh còn lại chúng ta sẽ có thêm một cổng USB 2.0 nữa và một cổng micro, một cổng thẻ SD. Về bàn phím thì bàn phím mình gõ cảm thấy khá là nông, phím có hành trình hơi thấp cũng như là gõ chưa thực sự đã cho lắm. Đó, các bạn nghe nó có tiếng click key cũng như là khất sau mỗi lần gõ thế này. Tuy nhiên thì layout của phím khá là hợp lý, nó được làm rộng nên là khi mà mình gõ nhanh thì sẽ không bị gõ nhầm vào bất kỳ phím nào. Một điểm nữa đó là về trackpad, thì trackpad nó sẽ có bề mặt khá là nhám, mình vuốt cũng khá là mịn. Và cũng một điều rất là may mắn đó là tuy đây là một sản phẩm cấp thấp nhưng mà nó vẫn được hỗ trợ driver precision, cho chúng ta thao tác 2 ngón, 3 ngón, 4 ngón rất là dễ dàng mà không phải tốn quá nhiều thời gian để thao tác. Về màn hình, chúng ta sẽ có một cái màn hình kích thước là 14 inch, độ phân giải là chỉ là HD mà thôi, và tấm nền cũng không thuộc dạng chất lượng cho lắm, chỉ là tấm nền toner. Đây thật sự không phải là một màn hình tốt. Nếu như chúng ta sử dụng màn hình chỉ với những cái tác vụ cơ bản, chẳng hạn như là làm slide, làm Word, hay là đọc báo, lướt web, hay là những xem những video bình thường trên YouTube, thì mình nghĩ đây là một cái màn hình có thể chấp nhận được. Còn nếu như yêu cầu chúng ta cao hơn, chẳng hạn như là xem phim Netflix nè, hay là làm đồ họa, thì mình e là đây không phải là một sản phẩm phù hợp dành cho đối tượng khách hàng đó. Bởi vì cái độ bao phủ màu sRGB hay là Adobe RGB của nó khá thấp, và cái độ sai lệch màu Delta E của nó cũng rất cao nữa. Chi tiết màn hình cũng khá tệ khi xuất hiện nhiều vết răng cưa trên những icon ứng dụng, bởi vì độ phân giải chỉ là HD mà thôi. Góc nhìn cũng thực sự rất là kém vì đây là tấm nền toner, mà thường những tấm nền toner sẽ không được chất lượng cho lắm so với lại những tấm nền như là LCD IPS. Tuy nhiên bù lại thì độ sáng của màn hình khá là tốt khi mà chúng ta nhìn ngoài trời. Đây là laptop mà Dell hướng tới đối tượng người dùng là học sinh và sinh viên. Chỉ cần có laptop để học tập thôi, nên là về cấu hình bên trong của nó không thực sự ấn tượng. Nó sử dụng là CPU Intel Core i3-8145U, RAM là 4GB và ổ cứng chỉ là HDD 1TB, cũng như là card đồ họa sẽ là card đồ họa tích hợp. Với phần mềm Cinebench R20 cho thấy hiệu năng của i3-8145U chỉ xếp ngang hàng so với lại CPU i5 thế hệ thứ 5 mà thôi. Nói về tốc độ mở app thì nó không thực sự quá nhanh hay là ấn tượng, bởi vì bên cạnh vi xử lý thì ổ cứng cũng là một phần ảnh hưởng đến tốc độ mở app. Mặt laptop này chỉ sử dụng ổ là HDD, thế nên là tốc độ đọc của nó chỉ là khoảng 125MB trên giây và tốc độ ghi của nó chỉ là 92MB trên giây, khá là thấp. Thế nên nếu khi xét về tốc độ mở Windows hay là truy xuất các dữ liệu file lớn thì nó sẽ hơi chậm một chút. Trong quá trình sử dụng thì hiệu năng của vi xử lý khá là tốt, độ ổn định cao, không bị lắc hay là delay quá thường xuyên, mặc dù vi xử lý chỉ có 2 lõi và 4 luồng.
Nhưng nếu như chúng ta mở quá nhiều tab trình duyệt hay là mở song song nhiều ứng dụng thì hiện tượng delay sẽ xuất hiện. Bởi vì khi đó RAM sẽ cần phải hoạt động rất nhiều mà 4GB hình như là không đủ ở thời điểm 2020 này, nên là các bạn sẽ cần phải lưu ý và cân nhắc về vấn đề này. Nói về khả năng chơi game thì chúng ta được biết các cài đồ họa tích hợp xưa giờ thì nó sẽ không có xử lý quá mạnh mẽ, cũng như là nhân đồ họa của nó không quá mạnh trong việc xử lý các tác vụ chơi game. Mình có chơi thử qua game liên minh điện thoại thì nó cũng chỉ dao động tầm ở mức 50 đến 60 FPS khi mà setting mình ở mức trung bình. Nhưng khá may mắn đó là cái quạt tản nhiệt chúng ta sẽ đặt ở vị trí bản lề này nè, nên là khi chúng ta làm việc được một lúc hay là chơi game được một lúc thì nó sẽ chỉ tỏa nhiệt lên ở khu vực bản lề hay là nó sẽ lên màn hình một chút thôi. Nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến khu vực cơ tay hay là bàn phím, nên là trong thời gian dài mình làm việc mình sẽ không cảm thấy quá là khó chịu. Về loa thì chất âm nghe khá ổn, tuy nhiên thì nó không thực sự hay cho lắm, nhưng bù lại thì cái âm lượng của nó khá là cao. Tuy nhiên thì mình khuyến cáo là chúng ta không nên mở maximum loa nha, bởi vì loa con này nghe khá là chói tai. Cuối cùng là về pin, thì có lẽ mình nghĩ các bạn sẽ cần phải mang theo cái này cũng như là hai cái này thường xuyên. Bởi vì sao? Bởi vì dung lượng của nó và cũng như là thời lượng sử dụng thực tế của nó khá là thấp. Viên pin có dung lượng là 40 Wh, mình chỉ sử dụng những tác vụ của bạn chẳng hạn như là xem phim hay là nghe nhạc lướt web thôi. Nhưng mà thời lượng sử dụng thực tế của nó chưa đạt tới 2 tiếng nữa. Thế nên là việc vừa cắm sạc cũng như là vừa sử dụng sẽ là một cái tình huống mà xảy ra khá là thường xuyên trên laptop này. Và các bạn nhớ mang theo hai này nha. Và để tôi quay lại, thì nếu như các bạn sở hữu chiếc laptop Dell Inspiron 3480 này thì các bạn sẽ được và mất những gì? Thứ nhất, các bạn sẽ có một cái hoàn thiện và độ bền của nó khá cao, chất liệu của nó cũng thực sự rất là tốt nữa. Thứ hai thì cấu hình của nó sẽ nằm ở mức ổn, sẽ đáp ứng cho chúng ta những cái tác vụ cơ bản và cũng như chơi game nhẹ nhàng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái dung lượng lưu trữ lớn lên đến là 1TB. Nhưng còn về nhược điểm thì sao? Chúng ta sẽ có một cái màn hình hơi kém, nếu như không muốn nói là quá kém. Và một cái nữa đó chính là pin của nó khá là yếu, nên là việc chúng ta sẽ cần phải mang theo sạc thường xuyên là điều hoàn toàn diễn ra. Và đó là những quan điểm của mình. Các bạn nghĩ sao thì hãy nhớ để lại phần bình luận bên dưới nha. Và đừng quên nhớ bấm like, share, subscribe kênh Thí Động. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.